chim à? Ừ. Cái nào xong anh em ơi. Xong rồi. Xong hết rồi đấy. Vào đây Khương. Ơ. Thằng Cường béo thì nó không phải đi nhắm à? Yes. 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 Ra đây. Bọn nó 3 đánh 4. Đừng cặp cái cô bà khó đánh rồi. Cương lại live stream à? Yes, yes, yes. Start the game already. À, anh em ơi, yes. Cố gắng nhá. Start the game already. Hai xe đánh cẩn thận đấy nhá. Oklahoma. Oklahoma.
helmets all over. Chọc hết chỗ dân này xong vào trong luôn đi. Tao đẩy ra tân đầu ra. Vậy chạy đi. Vậy Lương Homeless.
riêng một thằng đánh ở đấy. 8 kịch trong 9 giờ đúng không? Thằng 5 dại chém ở đấy. Cái vàng ở đâu nhỉ? Rồi. Làm gì đấy? Bài đi. Trương một nhà đánh lên nhá, thằng Trương nhá. Vào thăm thằng Trương tí không bạn? Phay nó luôn đi. Đấy. Đừng chủ quan đấy, Cương đánh khỏe lắm. Chuyển cung A đi, làm gì có cái cửa đấy. Đón dân đi bạn. Ai đấy nhở? Và vai. Cú ba hôm nay nó chỉ cho son Gric thôi mà. Về nhà về lớp thì đéo có đường vào. Hai quả phụ hai voi thì cần cái đéo phải ăn. Vẽ ruộng thì đẹp. Đi. Về lớp đúng khả năng mẹ này vẽ ruộng đẹp nhất là đội an ninh. Trong cái nhóm AOE Lục Bình thì may ra về lớp vẽ ruộng đẹp nhất. Đánh mấy dân mà lên
chết dân. Nhà có mỗi hai đàn nhiêu bốn, hai con voi. Đàn nhiêu kia em ăn là anh không đủ đến đời đâu. Ờ, đàn nhiêu kia ăn kia bảo giúp anh thôi. Trừ khi em bảo giúp kéo con xem. Đàn nhiêu bốn, hai con, một con đầu lên rồi. Sơn nó bảo trăm thịt, Sơn nó bảo trăm thịt trăm bốn thì chúng mày hiểu. Ba đáp án. Em vừa về đến đây, tôi về nhà ấy. Yes, yes, yes. Start the game already. Hai xiềng, một cà tha, một phù. Ghê quá nhở. Khát máu cầm cà tha vẫn có hy vọng đánh. Bãi vàng trong này cân xeng luôn thì còn mà. Vàng hiểu. À đủ. Lợn cụ bài. Để mình đá cái kia về có phải miếng lỗi gỗ không?
all the moments. So moments. Glory. Now all the moments. So moments. Công giáp đầy đủ. Đùa đấy, đùa đấy. Nó vào trong nhá, bên trong cánh nhá. Trong cánh là ai? Ba nhìn thấy kìa. Không thủ dâm nữa, thủ dâm chết tao đấy. Trong cánh rồi. 1-5. Chính tao không? Thứ 17 rồi. Đẩy 4 con thì đẩy làm gì? Hai xem để đánh này. Bay bay vàng thì nó làm cái đéo ấy. Oh my.
Cứ làm nhiều nhiều thịt vào đây để tao đâm đi. Chứ chả đầy. Cái máy không lên đời nó chả đầy. Anh này phải bảo rồi ạ. Cứ lên đầy đủ công nghệ đi, lên chặt gỗ hai kiểu đi. Rồi thì là xong con dân này. Tham cân rồi mà. Bên mình hai anh to. Darwin. Tôi lắp lên bản đồ đầu máu hết đi. Ném đây 100 thịt. 15 củ đi em. Củ hết à? Anh ấy, mày ấy tham mình ngon mà, hai thằng to mà. Anh thủ đâu rồi? Ta hát quản, nên chặt gỗ hai chứ mà. Nó chạy hết vào trong nhà ấy mà. Thằng hai cũng chạy hết vào trong nhà ba. Bên mình hai to đều. Thằng đèo đấy. Về lớp đi ít quân thôi. Đứng nhà thủ đi. Một thằng phát triển, một thằng châu quân đấy. Nhà thằng nào đẹp hơn? Nhà này khả năng cái châu quân đấy. Về lớp đó nhà đẹp hơn cho tránh các nhà đi. Đẩy đi, cho đẩy đi để nó phát triển. Trận này không cần sóc nhiều quân đâu, nhiều dân đâu. Cái đó bạn. Gold please. Đấy, 7 tháng 3 giờ rồi. À, đúng rồi. Đẩy đi, đẩy đi, tao đang đẩy quân lên nhà tao rồi. Tao lên 4 xong rồi đấy. Bơm đồ cho thằng... bơm đồ cho thằng Mạnh đi. Tao lên 4 xong rồi đấy. Bơm vàng ra. Ok lắm á. Lên lớp, đào vào đi, nó lên 4 xong rồi đấy. Kệ nó, đây, đẩy thẳng xuống đây này. Cháu quân rồi.
đấy nên nó bắt buộc phải đánh hot rồi mà nó chưa chuyển được đạp đâu đâu vậy sao tân quân đã thấy xác nào của nó đấy. Úp nốt nốt chỗ thịt đi à chú vàng năm cho lên bản đồ đi cứ đấy cứ áp lực vào nó. Không đẩy lấy vào luôn ý, nó đẩy này, đẩy này. Hai cái rừng này, nó toàn dân ở đây đó. Có hai cái khe rừng ấy, đây. Đây. Cái chỗ quân mày vừa đi đâu ấy. Cần thiết sang cứu nó, đây, nó đẩy cái nhà V-Lup rồi. V-Lup kìa, nó đẩy nhà kìa. Đấy, nó có thoải mái đi ấy. Giờ hít nè. Đỡ được không Sơn? Sơn không đỡ được thì bảo với lớp sang. Đấy. Đấy. Đấy, đứng chạy thẳng thế à? Đấy, cứ móc máy nó đấy, đốt nó đấy rồi. Đốt nhà e nó còn thua rồi. Đấu nó luôn. Cú ba hồi to thế. Nó chuyển đạp đôi này, lên giáp 4 đi nhá. Giáp 4 đỡ xong được thì đẩy luôn nhá, mạnh ngào nhá. Có đạp đôi đấy. Hai nó đâu chạy đâu đây mà. Bơm thịt vàng cho nó. Bơm thịt vàng cho mấy lớp để nó khỏe một tên đi. Giáp 6 lên luôn ý. Sơn nó bơm phát lên hot thần này. Nó không có bạc, à không có rừng nữa. Quản rừng nó rồi. Chưa chăm búa nào. Cái con thần chưa? Đấy, lu nó một tên đi. Đốt hết, thiêu hết, đạp đôi đi. À, thiêu hết ấy đi. Cho nó. Về lớp chứ có phải cứt đái gì đâu mà. Anh ao chưa? Người vẽ ruộng hay nhất nè. Đội an ninh ấy. Hai nó hồi khỏe thế. Đấy, quân ở đây. Kịch kìa, móc lên. Quân săn ép bản đồ kìa. Cú ba nó hồi khỏe không? Đây, đi qua này, cơ sở đâu đây.
Thần chưa? Đóng ca đi, lên 4 luôn. Sóc, đấy, sóc kịch một tên đi trong, trong bơm vàng, bơm thịt cho thằng Sơn. Không, thằng Velos. Bơm thịt cho bộ 7 kìa. Lên cũng đánh hot đi, không cần phải đánh đạp đôi nữa. Mày đẩy kịch vào đấy làm gì? Đẩy thẳng mặt nhà lờ nói, hot thần mà. Sang cứu cho nó kìa, nhìn bản đồ sang cứu nó. Fit rồi đấy, hoạt. Thú tính nhé bạn. Bơm gỗ cho thằng 6. Cú ba trốn dân đâu khỏe đấy nhở? Nếu tìm thấy. Đồng đội mình đánh khỏe đấy nhở? Đồng đội mình khỏe quá. Mỗi tội về lớp trận này là phút thứ 18 chưa thấy đẩy tân cung đầu. Cái này ép 22 dân. Người là
Sau ít dân thôi, trận này cần gì nhiều dân đánh như thằng hot thần. Cánh này hai xe nó đẩy sớm á. Cuba nó chém fit luôn từ đầu. Bên này thủ được quả P ra ngon vãi. Cái phút hai mấy chưa qua nhà mình. Mô môn là bỏ anh ấy, là bỏ em ấy, mới vào đấy. Mô môn cao nhau cao hả? Mô môn chém anh hết dân thôi. Không vào được. Mô môn đéo giết được anh dân nào. Một bên 4 ở bên này mà. Tao muốn con cung lờ của tao vào được nhà. Thật kia anh móc sau đây. Bài đã muộn nhưng khỏe. Cuba đánh khỏe thật. Nó đéo phá về hiệu của mình thì mình ép gỗ quả đấy chuẩn hơn. Phá. Qua lên bó à. Nghiệp quật đấy. Phá con hiệu của mình chẳng nghiệp quật. Đồng đội đánh khỏe thật đấy. Hoạt đánh ấy đi, hoạt đánh cung hay chém. Hả? Anh cơ cung lấy dân lên đập vào lâu quá rồi. Đấy, màu nào cũng được. Mày lấy màu 7 đúng không? Mày yes. Màu đánh màu 7 rồi. Yes. Sơn đánh gì bảo với lớp nhá. Giao tiếp tí. Sáu sư tử, nhưng có chết dân đâu. Homeless.
Thank you.
Thomas. Thomas. I Thomas. 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 Đơn giản lắm á, mày cứ nghĩ hút cháo ấy. Ba đấy, đơn giản lắm. Cô lập thằng đấy, em đánh 2L đều ra đi, 2L đều ra đi. Đỉnh 12 giờ là. Toàn rừng dừa nên nó chuyển Nga đấy. Sóc ở nhà thế dâng mẹ A luôn. Đẩy dân đi xem ạ. Lúc
Hai kích bây giờ cũng kích to rồi đấy. Rẻ cái bọn này mất dậy. Đéo để ý. Tân mơ tranh thịt. Quyền mơ mày tranh thịt quên đấy. Sao này lên bốn lên.
Cần đâu, cứ đẩy cái gì xuống đi. Không được, nhà số. Cứ đẩy chân lực xuống, đéo biết dâng A của đấy mà dâng A, ta định bảo mày dâng A nhưng mà. Tăng rồi dâng lên rồi, đi chở đéo rồi. Thằng 1 vừa bắt một kích chém rồi đấy, bị bắt. Sợ đâu, đánh thoải mái. Mày to nó mà. Cứ đẩy 4 thì có cái gì đâu, 4 thì có thêm cái lửa mà. Nó làm gì có đạp đôi. Bơm trăm thịt. Tao đoán cái nhà L đấy là nhà L nâng cấp đạp đôi. Không ấy quản rừng ngoài cũng được. Nó không có rừng đâu. Cứ đẩy xuống. Nhà không ai vào nhà mày đâu mà. Thằng 8 nó to mà. 8 quả lại 2 khẩn trương ấy. Mày to nó nhiều ấy. Thằng 2 còn đánh cái gì nữa. Cái cú 3 đấy, đừng có đùa. Cú 3 đấy. Vậy là phát triển đấy. Đây là tụ đấy đấy. Tụ hai kích mới được, hai kích mới đẩy bay cho nó đấy. Không nó lại bắt quần lại tham đèn được. Bỏ thằng kia đi, bỏ thằng kia đi. Bỏ thằng hai đi. Về vẽ ruộng phát triển ra. Nó làm gì đẩy được, thằng này đang trần lực lên này. Tham nó 80 mà. Một mà tham 40 sẽ tham 25 mét cỡ. Mày bị quạt lại Cuba chặt vào, Cuba khét lắm ấy. Cuba còn 53. Bơm trăm thịt đấy nhá, fit rồi đấy, mình tham không rồi đấy. Bơm cho ai? Egypt vậy thì sợ gì mà cứ đẩy hết cả nhà lên, không có ai vào nhà mày đâu. Đánh thoải mái, đánh trận này kể cả đánh tiếp. Thừa gỗ thì bơm cho thằng Mạnh Hào để nó phát triển với lớp sóc BC bung, nó không đẩy được đâu mà. Cơ quan nhưng mà gọi điện chỉ đường nó cái chỗ đâu. Đứng đây đã. Đứng chậm, đứng bãi vàng này chứ, tụ vào đấy. Đấy, đứng kia đấy. Tiếp tục đấy, cứ đẩy lên. Nhà sóc đều lên. Kìa, săn nét bản đồ kìa, đưa hai con cung A và săn nét bản đồ của mày. Đang đâm kìa. Nhà bãi vàng kìa. Đấy, đứng tụ vào đấy. Xui, thảm đẻ. Cho dân ra đóng này đấy luôn, đấy xe luôn. Đóng lại BC sát nét bản đồ luôn. Kéo lên hết đi. Chưa vội vào đâu. Đừng đuổi nó tí, kệ nó. Tập trung với tân đi quân kìa, đi công kìa. Kéo ở nhà lên hết đi. Sợ gì. Đúng rồi, cũng đốt lên bên đấy, đốt bên đấy. Kìa, đạp đôi kìa, để ý nè. Tay 55, 7 em đi ạ.
ra 4 lên. Nó bắt tên ở sau rồi. Bắn đi mày, bắn đi. Bơm gỗ cho nó, bơm gỗ cho nó về lớp. Giáp 4 lên bạn. Bốt BL luôn, đứng lên BL luôn. Đấy. Vậy sao lại kéo về đi đâu ấy? Kệ nó, đi cùng nhau đi. Kìa không, phải em không? Kệ nó, thế tên đằng sau đứng ở trên này đó. Tên đằng sau đứng trên này đó. Đi trụ mà bây giờ. Ra bốn lên. Không, không. Bơm vào lên trước đi, em vào đây mà mất bao nhiêu thời gian. Không được đấy, đấy cứ đẩy đến áp lực vào mất quân cũng được, vào đi đấy, rỉa dần rỉa dần. Nhìn nó, nhìn bản đồ đó. Không có BM, đóng lại BM đi em. Bái ruộng của ta này, đưa mấy con bé ra. Ở nhà cung A đứng ở BG đi. Đứng cung A BG đi. Nó đẩy nha, nó đẩy quân nha. Sắp câu cũng ra rồi đấy. Bo nhà cứng vào, sao để cái lủng thế, lủng lên lủng xuống ấy. Đừng đi quân, nó đang đẩy kìa, đây. Này, này, quân gặp kìa. Kèm ít skin phải ghe vào mới được mà. Đấy, cung A đâu hết rồi? Hết khẩu rồi. Vãi. Đứng ở trên này, đứng ở trên này, lùi cung A vào, lùi cung A vào. Đứng lùi cung A vào xong vẩy E lên. Thôi chạy đi, chạy dưới dân đi, chạy dưới dân đi. Sao kho ra? Dốc, dâng A lên được ngon. Bơm hết vàng cho nó, bơm hết vàng cho ông tám, để nó sốc người ấy. Oh,
Thomas. Bơm gỗ cho thằng sau. Nhiều gỗ quá. Vào đây. Lực nhiều đấy, em bơm thịt cho, bơm thịt cho Vlup. Vlup sóc hot ra. Sao lại Babylon đánh đạp đôi với lại Egypt? Đạp đôi với Egypt khác gì? Lấy trứng chọi đá à? Công nghệ lên hết đây. Cứ đây em cứ đóng nhiều nhiều nhà lờ không? Quyết cái đéo, cái thằng này đạp đôi rồi. Sao lại đi đánh đạp đôi? Ngáo với lìn ra cái đạp đôi Babylon. Nhiều gỗ bơm cho đồng đội. Sơn ngoài là Sơn Nga là con. Trận này hai con nó chết hết rồi. Thằng bên lớp này chỉ cần đánh đánh hot thủ nhà. Bạn đi ít cung A quá. Bị lọt tơ này vào nó chém dần đau hết người. Mấy không rồi? 21, 21. Chạm mấy? Chạm 5. Làm gì có rừng. Mình có thủ nhà hai cái. Mình cũng biết rồi. Mình xin còn không là dám hết người bố. Lên đéo có lực rồi phải mẹ cái đống gỗ đấy vẽ ruộng ra đi ôm vàng đánh hot chứ. Nó đông quá. Sãi đằng quyền, cứ thẳng quyền lên phát là mình về tham không. Hai trận rồi. À dưới đi top. Là chịu. Cất xe, giấu xe rồi. Lúc đầu mình đéo đéo cái nhỏ. Ok rồi. Lại say rồi. Lại nát rồi, nhìn mặt thấy thấy tí chấp cả lục bình. Yes, start the game already. Bật máy chơi cho gì? Bật máy nhận hết. Cái hoàng này đôi à? Đi mua rồi. Yes, start the game already. Yes. Cho son cá tha.
Luke on top. Luke on top. Luke on top. Alma, 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 Al
Giờ. Bơm dòng phong ấy, bơm hết cho thủ lực ấy. Đấy, cứ đâm vào thôi, đâm vào để nó mất tay thôi. Không cần mấy ấy, không cần để nó mất nhà đấy. Tóc quân đứng nhà. Đẩy mày nó chết rồi, sao quân đứng ở nhà hết.
Sorry, Tim. Đi gì đây em sợ cái gì? Ui, cũng được giáp 4. Ai? Bỏ nhà này ra các quân thôi. Đây, bái vàng ở đây này. Em đi thẳng lên là gặp bái vàng này. Ayo. Bỏ nhà rồi. Đi thẳng lên là gặp bái vàng đó. Không cần đâm đi đâu, bây giờ bạn dọn nhà thôi, cần gì đâm nữa, bạn sóc chém ra được rồi, coi không? Sóc ấy ra, sóc ra đầu gỗ. Tăng A ra. Gỗ bơm cho nó, sao đây, bơm 1-2 gỗ. Ai, nó không chết dân, nó bay nhà, mày ủi hết nhà nó được phá E cho anh vào. Đầu máu các kiểu đi. Bắt buộc phải ốp mà. Tách hai con Y sang đâm thằng 5. Thằng 7 nó ấy không ấy đâu mà. 7 nó bị ăn hoang. Thằng 5 ở đâu? Thằng 5 ở đâu? Bút đây. Ở đây. Thoát ra đi. Đấy, đâm lên đây luôn đi, đâm lên đây luôn đi. Bọn nó bay hết nhà rồi, bây giờ mày cứ sóc ở nhà là một thằng trận đấy. Thế, gọi nó từ đầu đấy. Cái cung này, hồn cái cung này là 6 ấy. Đông lắm ấy. Không cần hồi đâu, đi quản là được, một mình thằng ấy là được. Một mình thằng 2 này là được rồi. Cần gì hồi, thế này đã thế hồi. Trận này mày cứ thủ được nhà là thắng. Nó lấy gì phải ốp. Đó, xóm cho anh đó. Khỏe thì xóm cho anh thì để anh ra 1-2 con chém thì quả nó đó. 6 con 29 dân. Bọn nó ơi, bọn nó đánh châu quân lên đấy, thằng này. Nhiều quân lên đấy. Châu quân ra để ôm em. Đây nha, em cứ đẩy đẩy anh ơi. Đi đi. Nó công từ hướng này anh nha. Đông đấy, đông đấy, đứng thế đấy. Ôi, về bạn đây. Ôm được các chắn một chút. Ừ, cái lìn đấy đi. Ok, nó quyết. Có gì đâu. Bơm hết vàng cho nó đi. Đủ phát đủ lên luôn đấy em ơi, đóng nhà điều kiện. Thế này là nó hết rồi, hết quân rồi. Đóng nhà điều kiện lên 4 luôn. Cắm con ngựa giò rộng ra đây này. Đấy, bung rộng ra rồi. Tầm này làm gì phải khom nom nữa. Kệ nó, cho nó bất kỳ thằng nào lên 4 cũng làm sao bằng hit được. Đi rộng rộng ra, bò dần vào. Bơm hết vàng cho nó đi.
sóc lên tham lít 2 này lên. Bọn nó không quân rồi. Đây này em, những chỗ này em vo vào đây này. Đấy. Một cái BV, một cái VK đoạn này là kín rồi. Cái VE, cái VM ấy. Đi rộng ra chứ giờ này thì phải đánh bé bé gì. Anh vừa thấy con lạc đà của anh chạy vào đây đi đâu rồi nhỉ? Dưới này cũng kín nhá, dưới này không kín đâu nhá. Dưới này cái rừng này không kín đâu nhá. Nó lại ốp tiếp đấy, sắp tiếp ra. Sáu kệ nó đâu em châu quân. Mày em cứ sắp lên tham thứ hai cho anh. À săn mép kín rồi, à đây chưa kín này. Không cái chỗ đấy kín rồi, hết người hết quân rồi. Ok rồi. Giúp bạn này làm gì đã? Đập hết nhà đi. Chín dần, ấm chín trong đồ, cái gì đâu. Thiếu con lạc đà, đang thiếu con ngựa giò. Sắp mép bản đồ mẹ nhà tao có gì đâu, nó chém tao phít ở nhà rồi, mẹ làm đi dâm rồi, có gì ở nhà đâu. Mình biết ngay con lợn này nó chui giữa hai nhà hồi rồi. Đống dân nó chạy vào. Sáu tao nó làm ở đây rồi.
Kệ nó, cho nó hồi, mình lên 14 thì có hot thần, đánh cho nó vui. Mắc xê chủ yếu đâm để nát cơ sở chứ còn làm sao chăn được dân. Mày bảo khỏe quá, bạn mới đầu lắp chọc mình còn phía rồi. Chém cho 4 cái yếu rồi. 3, 4 cái này yếu rồi. Lúc em chém cái là em mẹ thực với lực nhiều rồi. Có khoảng 20 con đi rồi. Đánh khỏe. Khỏe cái gì, trận này có thi đấu đâu. Fit luôn này. Con gói con chém một mình ngồi đéo làm gì. Nhà mình bảo ba lớp vào trong luôn là mình đi. Bài nào C mà có đùa về đấy đúng không, em có thịt đéo thi đấu ấy, đéo có đồ rồi đi. Cô ba dám ngồi chứ nhà mình bên này nó thế ta đang chém về chân luôn về bài sao ấy rồi hai ba xong cùng chân làm gì được. Yes, 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 yes. Bảo thằng Phong à, bảo thằng Mạnh chém lên đây. Chỉ cho nó. Phong cứ chém lên trên. Biết rồi tí lại đi chém đi đéo đâu. Đạt 09. Bọn anh này không gì nào chơi bời mấy thằng rượu kém này. Mỗi tội đánh khỏe nhưng mà rượu kém. All my ice. Oh.
Chém nó đi. Tao bảo mày chém cái đấy cơ mà. Nó biết đá phải gần vàng. Đúng là quê thật. Quý hai anh em bảo nhau cánh kia đi. Lìn bạn tôi vừa bảy quả ra đấy á bạn. Bao nhiêu tay bọn này? Đưa mấy con lạc đà. Cho sao bảo màu luôn. Anh mất tay. Mặt tay ra. Con giỏi yếu máu mà đúng không? Mày xem. Have a dagger.
Sơn đi đâu đây? Phan
Đuổi em gì? Kệ nó, cứ ở đây. Kệ nó, mấy con dân thôi mà. Quan tâm gì? Cứ đẩy dần được xuống tầng 2 đi. Đây này, tôi bạn đi đây. Đây, bạn đây, xuống nhà đây. Xuống nhà 2 luôn nhá. Đây. Anh em tao đông. Đứng đi, bắn đi, đứng cho đây bắn. Một thằng là ăn dân thôi, đông ấy. Đứng ở trong đây này. Được rồi, không sao đánh đi. Sao lại đánh đi. Đợi tao lên ra 4 tao chơi khô máu với 1. Bây giờ nó ra 4 thì đéo để ý. Thank you.
Pan mình to mà, pan cái lớp to mà. Vào luôn em, chém cái gì, gì khác đấy. Vào luôn em. Trời luôn. Cái này mà đông lắm. Vào chưa em? Ôi ôi. Đánh nhiều chuyển nhiều cung về lớp thừa thịt gỗ cứ bơm vào sân đi về lớp kệ đó. Kìa nhai đứng ở đấy đã, chưa mày chưa phải đi đâu hết. Ở đấy mày gom cung to lên đã, thằng V-Lup tham nó 50 cơ mà. Thừa thịt cứ bơm cho Sơn tắt cung ra. Chẳng có 2 chưa? Chưa phải đi đâu hết. Đấy, bắn đi ơi. Nào lại mấy cái con cung rờ của bạn cứ xử lý vậy. Bơm cả gỗ nữa, phải lớp. Bơm cả gỗ cho 18 nữa. Hai pan bơm đồ mà, bơm đi. Cung đi hết đi. Cục lắm rồi. Bỏ đi, chết hết dần được. Đi về lớp. Ốp nó. Ừ, con đi đâu nữa giờ này, còn hỏi đi đâu nữa, tham năm mấy. Được không được, quýt cung đâu, bỏ đi, mày chết hết dần cũng được. Để nó khỏe nguyên nhiều ốp cả hai bất nhà. Xong rồi, ốp tầng cuối cũng được, không được thì thôi. Vào đây. Đi hết quần đi về lớp. Chạy nhá. Làm cái gì nữa, ốp được, ốp không ốp được thì thôi, làm gì còn cửa nữa.
Cung đến chưa? Cung đến chưa? Từ từ đã, cung đại cung đại cung. Vào 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 luôn. Bỏ hết nhà đi. Ban thì bay ra thắng. Nếu là mình chọc được thằng 4 này đéo ăn được vàng rồi mà. Có bao nhiêu được mình cho thì nếu có nhà với pha nó hoàng lãnh đồ nên mình mất tờ sao lại ra nó. Đóng đóng P. Mày gặp nó mày đóng P ra là được, để thằng đáng nghĩa thằng Phong phải đánh lên đây. Anh bảo từ đầu thằng Mạnh ấy nói chiến thuật. Em mới bảo vụ cơ ơ xem ơ xem rồi anh chọc thằng 4 này có ấy đâu, có mỗi con ngựa giò yếu máu một con chém sơn không thủ được. Màu đánh quẻ quá trận này. Nó không chửi cung A chặt chết rồi. Nhà này có xác định trận này không có nhà đâu mà đâm. Đâm làm gì? 2 tuổi chưa thấy tống lạc nào nó đông gì hết. Nó đâm pan cũng phải đâm mình đâu. Bị ốp quân bị ở nhà mất nhiều dân quá. Yes. Yes, start the game already. Địt con mẹ mày toàn cho Son Kata Greek lần nào. Từ đâu giờ toàn may đồng đội khỏe, mình đánh rốt nhiều đồng đội mình đông. Oh, I see.
Sao biết được? Yeah.
Mạnh Hào thế nào? Đẩy lên luôn. Đẩy thẳng luôn, 12 giờ để thằng Phong đẩy 12 giờ. Phong đẩy lên 12 giờ, 18, 12 giờ. Đẩy tiếp rồi. Em đi hết đi, bảy nó có một con cùng lắm một đơn bị chém này. Bỏ nhà đi bắn bác xe đi điệt, đéo ai bảo mày đánh đầu cánh lên cung. Đúng rồi, quay lên thằng 8 đi. Quay lên thằng 8 đi, mỗi 8 thôi. Đánh như luôn, dứt điểm nhanh hạ gọn. Nhiều thì thấy sắp gần ra. Đấy, đấy, đợi, đợi, đợi nhau đã bạn. Đấy, bắn dân 6 đi. Đấy, ốp hướng này này. Đánh cái thằng Mạnh Hào đánh đéo đánh cái gì đéo rồi biết nhà đầu cánh đây. Chơi cái gì thế mày, như một L mẹ mày không được à? Hai L vẫn thoải mái nữa. Hai kích có ai làm gì mày đâu. Đây coi như vẫn cân hai đồng này. Tao không đánh thì nó lại đâm đi vào trong màu kho sắp kéo. Địch gặp thằng ấy thôi, gặp thằng rát rát con sẽ chém rồi mẹ về tham 10 chứ. Ui, cái tham lai của cô ba chắc còn 1 à? Đấy. Ê, không anh như nào đấy? Chiều bị ô con về nó ngồi đấy.
Mình ra giờ tầm này có quyền gãy một tí đã đấy không? Sợ đéo gì. Thằng Beo với thằng Kuma đánh hòa mình với lại... Anh vào thuốc đi. Cho anh vào thua thôi. Mẹ toàn là chẳng nắm. Toàn cho son cà tha chết người. Vào đây. Chiều nay làm gì con đẹp. Còn nếu thua nào? Yes, start yes, the game yes, already. Nghe bao thuốc á? Khổ quá, ai già. Tính cầm đâu. Tính cầm thì quýt ngay. Giữa hai nhà các bạn chưa có. Giữa hai nhà.
cứ đi thẳng ra hướng nhà nhé. Mày đủ chưa? Anh ấy. Ở cái giếng làng nghe thấy mà. Oh my.
lấy cái gì ra mà đánh nhau. Chịu cái làm nào. Cân mẹ nó vẫy phát thì được, mình phù cho son thì vẫy mãi cho được. Anh cân được cái yêu à? Đéo đi mày, chúng ta đéo mà khỏe.
Làm gì đây? Đồng đội đang ốp vào mầm thì ông cứ đi đâu ấy? Bỏ thằng 4 đi. Rìa đó, trên dốc này bắn được mà. Dừng lại đó, anh chậm lại một tuần á. Mất nhiều được mà. Đấu nó đẩy luôn em rồi anh, cứ sóc quân ra đó. Đầu máu chưa? Chỉ đánh thằng một thôi, đánh nhà nào nữa, còn gì còn coi con nhà nữa. Muốn Philip thị trường hai nó thủ phù ở đây này để bơm đồ này kéo. Tấn công của em kìa. Qua là do Hiếu không biết chỉ đạo thôi. Nó xem nó đi cung ống nhá. Chạy xuống đây bắn phù cho anh nhá. Còn những hàng hai mà đồ vãi. Đấy nó chỉ có khoanh cái bắn đây. Nó đông phù lắm. Bắn tên phù rồi kìa. Ấy, xuống bắn thứ hai á. Một chưa đầu cứ cắt vàng nào hết. Thank you.
Đồ man đấy bà. Đấy, ngoài đi, ngoài đi, đây đấy. Ngoài đi, đây đấy. Sao quân ra? Tân tân đi công kìa, bắn được hai chứ. Nó làm gì có thế dàn, mình cái thế dàn quân đẹp như này. Phá hẳn e ra, phá hẳn e bên kia ra. Bắn em, bắn em. Trên cung rồi. Ai sửa rồi ạ? Ai sửa đâu? Không, bung ra. Ai sửa rồi? Đi rồi. Đâu, em không sửa rồi, nó hết. Sửa rồi mà nó phải đi hết. Phong đi rồi. Em đi rồi. Em đi rồi. Em sửa rồi. Anh đánh ở đâu? Anh đánh rồi. Ở trong nhà em làm gì còn con mũi nào? Ôi đánh lại. Ai đánh em mà anh Hoạt bảo ai đánh em mà em sử dụng đấy nhở? Sử dụng nó đít ra ngoài hết, không phải sử dụng đâu. Trong nhà làm gì có con muỗi nào? Đấy anh bảo mày vào chỗ này bắn mấy con phù này. Đấy, anh xuống rồi nhưng mà lại để nó đi còn gì. Bảo thằng 4 này hồi cho nó 4 làm gì có cái gì mà ấy. Một hai con sọc đơn rồi. Ba nó cũng không có dân, cùng lắm là 7-8 cái ruộng thôi, 2 lờ đều. 40 bằng tao. Thôi. Bên này lít chắc chắn là phải đánh lại rồi, nhưng mà bảo là thang này nếu mà đánh tiếp thì phải... Cương nó đỡ nhà nó dẻo. Bảo là em quay lại nhà một năm là mất thang chắc chắn luôn. Đúng rồi. Một mình đằng Phong nó to bằng 4 nhà bên kia. Một mình phô thì cũng giờ lên 4 thôi. Lên mồm đi. Anh nhìn BA của em không? Đẩy đâu chết đấy. Cái BA của em như 13 BA anh đẩy BA của em đi làm sao? Sơn 2 lờ đều. Thì đánh lại. Sơn 2 lờ đều, Hiếu cũng 2 lờ đều á? Còn sắp thế thôi à. Không thấy hết rừng mẹ rồi. Đấy đánh lại. Ôi. Vách mẹ vừa gọi ba thuốc đi đâu ấy? Ôi. Không phải ở đâu ấy. Ba rồi bỏ đăng lên. Đăng vào vàng. Không phải solo mới các solo. Nhục cũng phải chịu lắm đó. Qua đi chẳng hiểu à. Đấy,
máy còn mẹ tham mà. Lúc ấy tao quyết rồi nhưng mà vẫn cứ đánh được. Anh Hoàng có vào không ạ? Vào nó đến đâu? Vào nó đi đâu? Vào đúng cái trận này là đi cắt cầu. Anh gì xét phát như mẹ biết đâu ấy, không trúng con cho son nữa. Cái lồn mà Pussy ra ngoài đây. Uống Milo chưa? Từ đâu giờ có đứa đã thi đấu trận nào đâu? Toàn đồng đội nó gánh. Chưa. Chưa. Cái bịt mẹ mà uống đi còn gì nữa. À. Sao mời đi uống nó may trong một hộp Milo. Quyền cười đắc chí lắm nhỉ. 42 42 rồi lấy đôi 3 nữa. Bên nhà chém kia nó bắt châu quân đấy nhỉ. Bạn đỡ nhà Khương cầm mới được dẻo thế chứ thằng khác cầm còn lâu. Là cái đám ruộng của bạn cũng là chết cái mình thôi nha, bạn đỡ nhà dẻo thật. Nếu chấm được gì. Cái cay. Cái cay đập nhà nó phải e mình. Mà nó cũng không phải sân summer thì nó đã thịt mẹ hẹo rồi. Cái mặt ở phía sau rộng quá nó bo được. Khó gì bo thì mẹ mặt đấy. Mặt đấy chắc được khoảng 20 cái bê thì kín. Thế kiểu dựa lưng vào đây, 16 vào đây. Lại quân sửa được. Sử thang mà không phải sử thang. Sử thang gì? Nhẹ phải 3 đến 4 đi. Có ai nói là sử đâu? Ai nói là nhiều VA quá tải nó chả đít ra. Đúng rồi. Sao ta kè quá chứ nhớ chịu được. Giờ có sử VA tải. Sau 20 nhà VA thì chip nào chịu được. Nó bị quá tải nó không đít mà. Đời 4 thì nó không bị đâu, nhưng đời 3 là nó bị. Tại mày đóng nhiều nhà A lắm đấy. Là sau đánh 4 A thôi. Đi phải đánh không? Đóng ở 11, 12 A sóc thì nó là chả đít. Rồi đánh lại rồi. Chắc chắn phải đánh lại rồi còn gì nữa. Bây giờ kéo ra được tao phải bán ruộng này rồi. Cố lên! Yes, start the game already. Yes, 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 start the game already. Mày nhắc tên này tên bị bật à? Bật thì chịu, bật thì đen, biết làm sao? Đi con mẹ! Đi con mẹ! Donna, Oklahoma? Biết thì đéo được rồi. Donna, 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 Donna
Homeless. Evil.
Ibutani. Glory. Ricket. Alamaz. Ricket. Ah!
Yeah.
có là mỏ. Đầu cánh là chém được vì chủ động như đầu cánh không thi đấu đâu thì làm béo rồi. Em lên chém cái lồn nịt nẹt đi. Thằng phòng nó nhà có nhà mà. Đánh một nhà chủ lực thôi. Không dám. Người tao định bảo nhảy thằng 4 nhưng mà nghe đấy thì thằng Sơn bảo về mà đéo thi đấu. Làm gì dám đấy. Không thi đấu được. Nếu mà thằng Sơn nó bảo đầu cánh chết tôi nhá này thì nhà tao phải đóng hang ấy. Nó lên sớm bác con lớn. Mình có 500 tin nó đã có rồi. Mày Hiếu này mày chưa được một trận cung nào. Baby nhớ được con baby nào luôn từ đầu giờ. Bọn nó xeng lên xeng xuống thì bọn nó nhiều xeng máy lồn nhờ thì mẹ. Mày cứ nói thế về đánh thế anh mà làm sao anh lên tay được mày. Anh đánh được hay, khả năng hay nữa anh đừng nghe đó. Lần sau thấy nhiều chém anh quá chứ đâu thì bị bắt. Lấy hai người lấy hai chân lên mày đóng cắm đi ở giữa nhà thôi em. Biết thế rồi nhưng mà nó lại nếu đồ thì bảo em đâm đi ở đấy bác sĩ. Có được một con chém thì là nó bị mẹ hù hết. Anh bạn cần gì nữa đây mà mấy bắt được con chém trong luôn đấy không còn thích nữa tỏ cái lôi từ kia mấy bắt được con chém rồi lần hết công nghệ rồi lo mà nếu nhớ lo mà chưa lo xong nó phú được à quả đi bố xong được lên đây nói là con còn được ngay cái bãi quả kia của anh là khó ăn rồi tí là chúng thật thì thôi cả thang. Yes, start yes. The game already. Dứt điểm với bạn nhé. Em đang có vẻ mát quá rồi. Đéo nhắn. 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 Đ
Kìa kìa chém kìa, ở nhà chúng tao nhìn thấy kìa. Đóng lửa cao đấy. Hết chưa? Dừng A đấy nha em nhá. Có con quả lại 17 nhá. Kìa, kéo đi, kéo đi, kéo đi, nhà chính đâu kìa.
Ite. Zogata. Lori. Darwin. Oh, Ite. Đánh mưa khăn đi, không ngủ ở nhà tập dụng đi. Oh!
Chơi mỗi thằng chủ lực nó thôi, xem tham thì nó đánh ấy mà. Cái dâng đi đâu ấy chứ. Địt mẹ cái cánh này chọc thằng cân còn khỏe hơn thằng Sen rồi mà địt mẹ vãi cả lồn. Năm này dâng A. Bắn phú cho anh Sơn thì chịu ốp nhà chủ lực kể cả mẹ mới mất nhà rồi. Lúc đầu mình lên đời mình đéo chết. Mẹ mày chọc khỏe thằng Sen rồi mà. Con cánh kia rửa lồn thì min min 2 min mà đéo qua. Lần sau xem khát máu cầm minh oan nữa cả AC với hit thì địt mẹ biết luôn đi đừng đánh nhá. Địt mẹ khát máu phải cầm Glex. Cầm Glex thì cố con Kata. Cứ bỏ xanh nhèo vậy mà đi. Lấy cục xanh không? Đưa lên cục xanh nhá. Đéo cả dám lấy dân để nó mét ăn vàng sợ lực yếu rồi bảo không nhiều vàng. Bơ có môn cho. Đây cái bảo đấy bao nhiêu? Nên rồi sắp 2 lò nó bắn xe. Được nó phải chắc chiêu rồi nóng cái bé ăn vàng mất 3 dân ăn vàng nữa thì cũng phải mà phải lấy giờ đấy cùng cho này chắc sau có gì được nhận sau được mô rồi hè để đi rồi mà cố lên nào anh nhá. Thôi thì đấu trận thôi. Bật thôi. Thì đấu trận thôi. Trời ơi, câu máy, câu tiền máy đội bạn thôi. Câu tiền máy đội bạn thôi. Yes, 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 yes. Start the game already. Yes, yes, start the game already. All of them is. All of them on top. Cho son edit, à cho son baby break. All of them is. Still on top. Ice broken. 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 Ice broken.
Oh,
Được cái bài ăn hoang nói chưa? Tám mày nó. Bắn kìa, Sơn bắn kìa. Vào luôn. Bà đi cứ ngủ đi trước đi nhở. Đánh cẩn thận vào, lại đít đấy giờ. Tôi đâu hết rồi? Gái thêm lúc nữa. Em ốp mobile lại đấy. Đi anh phá nhà cho. Mày định phá nhà với anh á.
quản nữa nhá. 6 giờ xem nào, 6 giờ xem nào. Đưa tay đây các bạn ơi. Thôi, anh em hạn chế xem tham nhá, đi quyết nhầm mất rồi đây. Mày hại chất. Cuba là cái gì? Này nhờ đi mẹ à. Đi cả. Giờ này xem tham phải rón rén lắm ấy, đi cả đấy. Đỡ cái đéo, xuống bỏ nhà đi. Một mình thằng không chủ lực được. Mỗi bộ ba này, bên kia còn ai? Sợi tham bốn chủ lực tôi đo lắm rồi. An ủi, đó được rồi, đánh cẩn thận vào. Thằng bên lớp mày thịt mày bơm thịt vàng cho nó để nó lên bốn đi nào. Kìa bộ ba bắn đây em ơi. Em về thủ lên 4 rồi đấy. Kích 4 rồi đó. Bảo mấy em lên ốp, ốp, không ốp đi. Đấy, ăn chung gỗ với màu 8 đây thì em bị làm sao ấy. Kìa. Quân cái gì đây này. Đấy, đóng cái chỗ đóng ca ấy. Ôi nhờ, bà ấy chạy sân lên. Mẹ à, đánh cho lại cho là. Còn đây. Sơn mày thao tác nó vừa vừa thôi thịt mẹ mày. Thao tác nhanh quá thịt mẹ mày. Bộ vi xử lý nó đéo kịp rồi đấy. Không xem nữa bạn ơi. Bạn ơi, cơ sở này bố lắm. Chà con lợn này. Mẹ tao chuẩn bị thôi, đại quân nó chơi mày rồi. Mày quá đi. Mày vãi, để chết con đi qua. Này, con voi trong này nữa này. Đít cao đấy. Được. Chặt cánh rừng vào. Ừ, cầu đá vào. Vẽ lồn vào đây em ngáo vãi cứt anh tính ạ. Màu 8 là ăn hoang ở đây em rõ ràng em đi cung ra thấy nó nhưng em tưởng đồng đội em đéo bắn. Vãi lồn thật. Hôm nay còn chém dân của ai nữa. Cái gì gì nhỉ? Anh em kéo công tiền máy đấy nhở. Rồi. Anh em này 11 giờ á, 4 lít. Mới được thôi. Là mẹ phi ra thì mẹ bắt chúc con ra lại phi về. Mình nhìn thấy hai con dân nó răng lờ đây rồi, mình nhỏ, đéo tìm được, kính nhỏ. Mình thấy hai con dân này, mình đéo tìm được. Đây, hai con dân nó tám răng lờ này, lúc mình ăn nhiều. Đấy. Con lên được đời đâu, thì mẹ có 400 thực thì nó đã có giò đến rồi. Cụ bà cứ gặp mạng nào em chẳng được tức rồi. Nếu gì, nó chém cần ba ra bắn. Người ta phải gọi đồng đội nhưng xin con baby đéo được rồi đi. Mạnh nào đó. Anh em đầu cánh thì dân A chỉ mạnh quá. Mình đấy mình bảo phải dân A chuẩn chưa? Về lớp chân đánh khỏe đấy nhở? Sao bao nhiêu không ăn ở về lớp? Về lớp. Nhiều đầu không ăn à? Đẹp đôi voi đấy không ăn à? Ui. Thế này mà tan á? Đẹp máy lồn. Đùa nó gan hiêu bảy về ơi, một con voi mỏ quả nữa tao ăn cái gì nữa. Quả đầu thì hơi xấu. Đến chung kết của chung kết là tim đập chân run lắm rồi đấy. Anh hỏi. Cái gì? 402. Ui. Ui. Đấy, đấy, đấy. Đấy, mềm lắm nhỉ. Mình đâu biết phải đánh cái 7 giờ rồi. Cái nào? Cái chơi nào đấy. Cái không có khán giả gì ạ. Khán giả không có khán giả đâu.
Thank you.